Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Mẹ mời 10 khách, bảo chị dâu nấu nướng. Chị tươi cười bưng mâm cơm lên, khiến tất cả phải tái mét mặt. Khách khứa đến đông đủ, chị dâu tươi cười bưng mâm cơm đầy ắp lên. Mọi người còn đang háo hức, không biết chị dâu sẽ chiêu đãi khách của mẹ chồng món gì. Cho đến khi nhìn thấy rõ những thứ trên mâm, tất cả đều phải tái mét mặt. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có tình tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Cuối tuần trước, mẹ tôi có mời mấy cặp vợ chồng đều là bạn thân trong nhóm chơi chung của bà đến nhà dùng cơm. Tất cả có 10 người khách. Bà bảo chị dâu được nghỉ, không phải đi làm thì chịu trách nhiệm làm cơm đại khách. Chị dâu và anh tôi kết hôn đến nay đã được 7 tháng, vẫn chưa sinh con. Từ sau đám cưới, anh chị vẫn sống chung với bố mẹ tôi. Ông bà là người hiểu biết nên cuộc sống làm dâu của chị khá thoải mái. Tôi là em gái của anh, đã kết hôn và đã về nhà chồng rồi. Ai mà ngờ được, sau bữa cơm thết khách đó, mẹ tôi tức muốn ngất đi, phải lập tức họp mặt gia đình. Và qua đó tôi mới biết hết mọi chuyện. Hôm đó, mẹ tôi bảo chị dâu ở nhà nấu nướng. Sáng dậy bà đi spa thư giãn, sau đó gần trưa thì về tiếp khách. Khách khứa đã đến đông đủ, chị dâu tươi cười bưng mâm cơm đầy ắp lên. Mọi người còn đang háo hức, không biết chị dâu sẽ chiêu đãi khách của mẹ chồng món gì. Đến khi nhìn rõ những thứ trên mâm, tất cả đều phải tái mét mặt. Trên mâm cơm, chị dâu đãi khách quý của mẹ chồng chỉ toàn là rau, đậu, lạc và thêm được món cá khô. Mẹ tôi tức đến nghẹn lời, chưa kịp chất vấn con dâu thì chị đã trình bày khiến mọi người phải há hốc. Dạ, mẹ cháu dạy con dâu phải biết chi tiêu tiết kiệm. Cháu luôn ghi nhớ lời mẹ dặn. Các cô, các bác xem mâm cơm cháu nấu nướng như thế này đã đạt chuẩn tiết kiệm hay chưa ạ? Nhà cháu có 4 người lớn, một tháng cháu vẫn cố gắng chắt bóp chi tiêu trong khoảng 6 triệu. Tiền điện, nước, ga và mạng internet đã khoảng hơn 2 triệu rồi. Còn lại chưa đầy 4 triệu là tiền chợ búa hàng ngày, bao gồm bữa sáng, bữa trưa cho bố mẹ cháu và bữa tối cho cả gia đình đông đủ. Nói với mẹ là 6 triệu mà cháu vẫn luôn phải thêm tiền vào đấy. Ăn uống đơn sơ đạm bạc quá, mọi người lại không có sức. Thế nhưng mẹ cháu vẫn thấy con dâu tiêu hoang nên hàng ngày vẫn thường xuyên răn dạy. Nên từ giờ cháu quyết định thực hành tiết kiệm. Hôm nay mời các cô các bác ăn bữa cơm tiết kiệm với gia đình cháu ạ. Hóa ra từ sau khi đám cưới, mẹ tôi bảo anh chị nộp lương để bà lo cơm nước cho, nhưng anh chị ấy không chịu. Anh tôi đề xuất chị đưa tiền chợ cho mẹ mà thôi. Bà không cầm, bà bảo mình không phải là người giúp việc. Chị dâu tự cầm tiền mà mua đồ ăn thức uống cho cả nhà, rồi nấu nướng dọn dẹp cho tròn nghĩa vụ dâu con. Mẹ tôi luôn xét nét chuyện chi tiêu của chị dâu. Chị mua gì bà cũng chê bai là hoang phí. Tiền sinh hoạt của cả nhà ngần ấy, bà vẫn mắng chị là không biết tiết kiệm và vung vén. Nhưng ăn uống đơn giản thì mẹ lại chê chị dâu không biết đi chợ. Thực ra mẹ tôi chỉ muốn cho anh tôi nhận ra vợ anh không đảm đang và khéo léo chi tiêu. Anh từ chối mẹ giữ tiền là một sai lầm. Mẹ tôi làm như vậy cũng có phần không đúng. Thế nhưng chị dâu phản ứng như kia mới thật sự là quá quắt. Chị làm như vậy khiến bà mất hết mặt mũi và tiếng tốt gây dựng bao lâu nay cũng chẳng còn. Người ngoài ai cũng nghĩ mẹ tôi rộng lượng và đối xử rất tốt với con dâu. Ấy thế mà anh tôi chỉ trách vợ qua lo vài câu. Sau đó anh tôi còn bảo nếu như mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau thì vợ chồng anh chị xin phép ra ngoài ở riêng. Bởi vì dù sao bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, chưa cần con cái phải sống cùng để chăm sóc. Mẹ tôi cứ nghĩ hợp gia đình có thể khiến chị dâu sợ. Ai ngờ bà còn nhận thêm cú sốc từ con trai. Mọi người thấy anh chị tôi cư xử như thế có được hay không? Thật sự quá bất hiếu. Dòng tâm sự thứ hai, bố mẹ yêu cầu tôi phải chia tay bạn trai ngay khi ông bà biết anh từng có hai đời vợ.
Để đến được với Hoàng, tôi dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu con người của anh ấy. Vậy mà bố mẹ không tin tưởng vào sự chín chắn của tôi, luôn cho rằng bản thân từng trải nên có cái nhìn chuẩn hơn tôi. Yêu Hoàng được nửa năm thì tôi phát hiện ra anh ấy từng trải qua hai đời vợ. Lúc đó tôi choáng váng, tức giận và hận anh ấy đã lừa dối tôi quá lâu. Tôi không ngờ bạn trai lại có đời tư phức tạp đến như vậy. Suốt một tháng sau đó, tôi đã cắt đứt liên lạc với anh. Tôi là một cô gái tài sắc vẹn toàn, lấy đâu chẳng được bạn trai tốt. Tôi không thể lấy Hoàng được. Lý trí không cho phép tôi quay lại với anh, nhưng trái tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ đến chuyện chia tay. Vào ngày đám cưới của cô bạn thân, tôi gặp lại Hoàng, thấy thân hình tiều tụy và gương mặt hốc hác của anh sau một tháng xa cách mà tôi thương vô cùng. Anh nhắn tin xin cho anh cơ hội để quay lại với tôi. Anh sẽ chứng minh bản thân mình là một người đàn ông tốt, không xấu xa như tôi nghĩ. Hai người còn nặng tình với nhau, tôi không muốn cả đời này phải hối hận, nên đã đồng ý cho anh một cơ hội. Tôi thật sự chưa hiểu rõ về Hoàng, vì vậy tôi đã quyết định sống thử với bạn trai một thời gian. Tôi muốn tìm hiểu rõ lý do tại sao hai người vợ trước đó lại bỏ rơi anh. Suốt một năm sống thử với bạn trai, tôi không tìm thấy khuyết điểm nào ở Hoàng. Có lần tôi bị ốm liệt giường nằm cả tuần. Bạn trai chăm sóc tôi rất chu đáo và không kêu than nửa lời. Anh còn thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh. Qua đồng nghiệp của anh, tôi biết được họ rất kính trọng và quý mến anh. Tháng trước, chúng tôi nằm tâm sự với nhau. Tôi bảo Hoàng tốt như thế, tại sao lại bị vợ bỏ? Anh ấy ngập ngừng một lúc mới nói ra sự thật. Anh nói lúc trước kết hôn quá sớm, tính tình ngày đó còn trẻ con chưa hiểu chuyện, luôn hiếu thắng và chỉ biết nghĩ cho bản thân nên mới bị vợ bỏ. Hoàng bảo bây giờ đã lớn tuổi rồi, trải đời nhiều hơn, biết bỏ đi những tính xấu và học được những tính tốt từ mọi người. Nghe những lời nói thật lòng của bạn trai, tôi đã bỏ qua quá khứ và đồng ý lời cầu hôn của anh. Hôm thứ Bảy vừa rồi, tôi nói sự thật với bố mẹ về quá khứ của Hoàng và mong mọi người ủng hộ đám cưới của chúng tôi. Nào ngờ, bố mẹ đã ngăn cản và không cho tôi đến với Hoàng nữa. Bố mẹ bảo có nhiều mối tốt đang muốn giới thiệu cho tôi, yêu cầu tôi phải cắt đứt qua lại với anh ấy. Tôi nói Hoàng đã thay đổi, bây giờ anh ấy là một người đàn ông tốt, đáng để lấy làm chồng. Nhưng bố mẹ tôi đồng loạt cho rằng, một người đàn ông từng bị hai người vợ bỏ, không thể lấy được. Lúc yêu thì anh ta phơi bày những điểm tốt, khi cưới về rồi mới lộ rõ bản chất thật. Bố mẹ cảm thấy xấu hổ nếu như tôi làm vợ ba của Hoàng. Bố mẹ cản nhiều quá, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!